Hộp trăm giàu lên giờ bán hàng online, từng bị đồng nghiệp chê bai. Nữ diễn viên lần đầu chia sẻ quá khứ gia cảnh khó khăn, từng trả nợ cho anh trai suốt thời gian dài. Hồ Bích Trâm, sinh năm 1991, là diễn viên truyền hình quen thuộc với khán giả. Cô từng tham gia các phim như Muôn Kiểu Làm Dâu, Vương Miện Xương Rồng, Về Nhà Ăn Tết. Bên cạnh nghề diễn xuất, Hồ Bích Trâm còn thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Khá kín tiếng về chuyện tình cảm, năm 2021 cô bất ngờ lên xe hoa với chồng doanh nhân hơn cô 7 tuổi. Từ ngày lập gia đình, nữ diễn viên thoải mái chia sẻ cuộc sống đời thường với người hâm mộ. Diễn viên Hồ Bích Trâm mới đây xuất hiện tại chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Hồ Bích Trâm có dịp trải lòng về quãng thời gian khó khăn để xây dựng sự nghiệp và những biến cố từng khiến cô nghỉ quẩn. Hồ Bích Trâm sinh ra trong một gia đình khó khăn. Cô quyết định tìm kiếm cơ hội ở thành phố Hồ Chí Minh từ năm 15 tuổi với nghề phụ việc ở quán cơm. Sau này, cô theo học ở trường cao đẳng sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh và theo đuổi đam mê trở thành diễn viên. Hồ Bích Trâm cho biết từ những khó khăn của gia đình chính là nguồn động lực để cô phấn đấu nhiều hơn. Từ một diễn viên, cô lấn sân sang kinh doanh để kiếm thêm kinh tế, chăm lo cho gia đình. Tại đây, nữ diễn viên hào hứng chia sẻ cơ duyên đến với công việc livestream bán hàng, nghề tay trái nhưng cũng góp phần lớn giúp cô tạo nên thành công như ngày hôm nay. Nhớ lại khoảng thời gian khó khăn khi phải bươn chải kiếm tiền từ việc livestream bán hàng, Hồ Bích Trâm bồi hồi cho biết từng buồn và khóc nhiều trước những lời trêu chọc, chê bai của khán giả và cả những người đồng nghiệp về công việc này. Tuy nhiên, với bản lĩnh và sự cố gắng không ngừng nghỉ, Hồ Bích Trâm bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu để tập trung xây dựng sự nghiệp. Nữ diễn viên từng bị khán giả, đồng nghiệp chê bai khi bán hàng online. Nữ diễn viên cũng lần đầu kể chuyện góc khuất của gia đình khi nhiều lần phải gồng gánh trả nợ cho anh trai. Có một khoảng thời gian anh tôi ham chơi và phá rất nhiều thứ, nhiều đến nỗi mà tôi phải trả nợ hoài. Tôi đang quay phim mà gọi cho tôi cháy máy, trả nợ cho anh đi, người ta đuổi anh xuống gầm cầu rồi, anh không có chỗ ngủ. Đó là những câu mà tôi bị ám ảnh và trong một thời gian dài tôi sống mà phải đi trả nợ cho anh. Hồ Bích Trâm còn tiết lộ, đã có lúc nghỉ quẩn, đợt đó, anh hai làm một vố lớn mất mấy trăm triệu, mặt khác thì tôi đang làm phim và cũng bị trục trặc. Đủ thứ chuyện ập tới cùng lúc nên tôi bị stress nặng lắm, toàn nghĩ tiêu cực, chiêm nghiệm lại loạt biến cố xảy đến với gia đình. Giờ đây Hồ Bích Trâm đã có thể bình thản chia sẻ với những suy nghĩ tích cực. Tôi nói chuyện này ra vì tôi nghĩ ở ngoài kia có nhiều gia đình sẽ có một người giống như anh của tôi. Nhưng ngày hôm nay tôi rất tự hào về anh. Anh đã trưởng thành, thay đổi và trở thành người đàn ông tốt của gia đình. Tôi rất vui vì cảm nhận được tình thương mà anh hai dành cho tôi. Hồ Bích Trâm và ông xã. Hiện tại, ngoài việc có anh hai yêu thương, hậu thuẫn, Hồ Bích Trâm còn viên mãn hạnh phúc với gia đình nhỏ cùng chồng và con trai. Cuối chương trình, anh Trọng, chồng của diễn viên Hồ Bích Trâm, bất ngờ gửi tặng bó hoa và những lời nhắn nhủ ngắn gọn nhưng đầy tâm ý đến nữ diễn viên. Không giấu nổi sự xúc động, cô rơi nước mắt bày tỏ những lời khó nói với người bạn đời. Vợ xin lỗi chồng vì những lúc tâm trạng không tốt nên em lỡ buông những lời không nên nói. Từ giờ em sẽ có suy nghĩ khác hơn, em muốn gia đình mình sẽ mãi hạnh phúc.